Ông Kim Sang-sik hiện đã có những buổi tập đầu tiên cùng với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc gặp phải những khó khăn ban đầu cùng với các học trò. Thời gian làm quen ngắn, chưa thể thay đổi được ngay lối chơi. Tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 1 tháng 6 và đã có những buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo như ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị, ông Kim Sang-sik có những động thái tích cực ở mỗi buổi tập. Sau khoảng thời gian khởi động, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chia nhóm cầu thủ chiến thuật trong cự ly ngắn với những bài triển khai bóng, bắt đầu từ vị trí thủ môn. Không khó để có thể nhận thấy là tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam luôn được theo sát bởi các trợ lý ngôn ngữ để tiện cho việc nhận diện và truyền đạt yêu cầu đến với các cầu thủ. Cũng tại các buổi tập, Quang Hải và đồng đội đang có những thể hiện tốt ở trên sân. Toàn đội cố gắng tạo nên bầu không khí vui vẻ. Đây là điểm tích cực cho đội tuyển Việt Nam trước khi đối đầu với hai đội bóng sắp tới tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam bắt tay với ông Kim Sang-sik trong vai trò là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam với mong muốn cải thiện lối chơi, thay đổi chiến thuật và hướng tới thành tích tốt. Đặc biệt là sau thời gian trượt dốc không phanh, người hâm mộ càng chờ đợi vào sự thay đổi của ông Kim Sang-sik. Hơn một tháng nhận nhiệm vụ, ông Kim Sang-sik đã tích cực tới sân để theo dõi các trận đấu tại V-League, tìm ra những nhân tố mới và phù hợp với lối chơi sẽ áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ trong buổi tập gần đây nhất, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã cho rằng toàn đội đang kỳ vọng vào huấn luyện viên mới. Với kinh nghiệm và lý lịch có thành tích rất tốt, cả ở giải trong nước cũng như là C1 châu Á, ông Kim Sang-sik sẽ giúp cho các cầu thủ phát triển, nâng cao các kỹ năng chơi bóng. Với con người, phong độ ở thời điểm hiện tại thì lối chơi nào mang đến chiến thắng và niềm vui cho người hâm mộ đều tốt cả. Ông Kim Sang-sik khá là gần gũi, có lẽ là do Việt Nam và Hàn Quốc tương đồng với văn hóa, Hùng Dũng nhận định. Sự gần gũi giúp cho ông Kim Sang-sik hứng khởi và đoàn kết ở tuyển Việt Nam với những cầu thủ đã quá quen mặt, sát cánh cùng nhau ở nhiều giải đấu. Tuy nhiên, khoảng thời gian làm quen quá ngắn ngủi phần nào đã tạo ra những khó khăn cho huấn luyện viên người Hàn Quốc và để có thể thay đổi tuyển Việt Nam một cách toàn diện là điều chưa thể. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cho biết, ngoài việc đang cố gắng hòa nhập với các cầu thủ, thường xuyên tạo không khí thoải mái, vui vẻ cho tập thể, toàn đội cũng đang dần quen với cách huấn luyện của ông Kim Sang-sik. Thế nhưng, ở thời gian tập trung trước trận đấu quá ngắn nên huấn luyện viên Kim Sang-sik lại chưa thể thay đổi được ngay triết lý và lối chơi. Tất cả các cầu thủ đều phải luôn giữ một tinh thần tốt nhất. Sau những kết quả không tốt trước đây, chúng tôi cần một chiến thắng để cho các cầu thủ tự tin chơi bóng, cũng như lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Văn Toàn chia sẻ. Chờ sự thay đổi tích cực, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam gần như là không còn khi mà thầy trò ông Kim Sang-sik buộc phải thắng cả hai trận đấu còn lại trước tuyển Philippines và đội tuyển Iraq. Đồng thời là đợi chờ tuyển Indonesia chỉ có được một điểm ở hai trận đấu còn lại. Kịch bản nếu mà tuyển Việt Nam đi tiếp là rất khó, thế nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn đang chờ đợi và tin tưởng ông Kim Sang-sik và các học trò có được một kết quả tốt nhất, lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ sau triều đại thất bại của huấn luyện viên Chu Xie. Những cầu thủ được chọn ở lần hội quân lần này đều không mới, nhưng người hâm mộ đang mong chờ một thử nghiệm nào đó từ ông Kim Sang-sik đội tuyển Việt Nam. Một trận thắng trong ngày ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ mang lại khí thế mới. Nhưng quan trọng hơn cả là người hâm mộ cần phải thấy một tuyển Việt Nam thi đấu hợp lý, mới mẻ nhằm hướng tới tương lai. Đội tuyển Việt Nam chỉ có mỗi đường thắng Philippines. Tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và các học trò ở đội tuyển Việt Nam thừa hiểu là chỉ có mỗi con đường, đó là phải thắng Philippines thì mới mong muốn chuộc lại được lòng tin của người yêu bóng đá sau một thời kỳ sa sút thảm hại. Dù gần như là dừng chân ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vẫn còn đến hai trận đấu thủ tục lần lượt tiếp Philippines trên sân Mỹ Đình ngày 6 tháng 6 và làm khách trên Iraq 5 ngày sau đó. Người cũ, khát vọng mới. Đội tuyển Việt Nam thì đang có những buổi tập đầu tiên dưới thời của huấn luyện viên mới Kim Sang-sik với mục tiêu đó là lấy lại những gì mà mình đã mất trong vòng một năm qua. Không may cho họ là sau hơn 300 ngày của ông Chu Xie, đội tuyển Việt Nam từ hạng 94 thế giới đã trồi tuột xuống hạng 115 và bị mất luôn ngôi số 1 Đông Nam Á về tay của Thái Lan. Vì thế mà nhiệm vụ của thầy trò Kim Sang-sik không chỉ là khôi phục lại vị thế vốn có trong hơn 5 năm của người tiền nhiệm Park Hang-seo nằm ở top dưới 100 thế giới, mà nó còn làm mang lại niềm tin cho người hâm mộ vừa bị đánh mất. Bởi rõ ràng là người yêu bóng đá rất khó tiêu hóa nỗi đau 3 lần bị đội tuyển Indonesia đánh bại, từ Asian Cup cho đến vòng loại World Cup. Những người cũ như là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trở lại đội tuyển Việt Nam đều có chung một khao khát đánh bại Philippines, không hẳn là để thắp lên ánh sáng cuối đường hầm, mà điều quan trọng hơn cả đó là mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Đã từ rất lâu rồi,
họ chưa có niềm vui chiến thắng sau lần bỏ túi 3 điểm trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trên sân của chính Philippines hồi tháng 11 năm ngoái. Lần đó thì Văn Toàn đóng góp một trong hai bàn thắng vào lưới của đối thủ này, và cuộc tái đấu ngày 6 tháng 6 thì anh mong mỏi điều này sẽ lặp lại. Tuy nhiên sẽ không dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam có thể làm gỏi được khách Philippines như thường thấy, bởi vì đối thủ quen thuộc tại Đông Nam Á này đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn. Ông thầy người Bỉ là Tom Sanfiet có tham vọng đánh bại cả đội tuyển Việt Nam và sau đó là qua mặt Indonesia để lấy chiếc vé thứ hai bảng F đi tiếp. Để có thể làm chuyện lớn này, huấn luyện viên Tom Sanfiet cho gọi đến 22 trên 28 cầu thủ của Philippines đang chơi bóng ở nước ngoài về quê khoác áo đội tuyển, trong đó gồm nhiều gương mặt nhập tịch. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik sẽ cần phải thực dụng như người đàn anh Park Hang-seo. Ông Kim ở những buổi đầu làm quen với đội tuyển Việt Nam đã luôn nhắc nhở các học trò mới ra sân cần phải luôn nghĩ đến chiến thắng. 5 ngày hội quân ngắn ngủi có lẽ là không cho phép huấn luyện viên Kim Sang-sik thay đổi nhiều về mặt lối chơi, cho nên rất dễ hiểu khi mà ông thầy người Hàn Quốc chỉ gọi hầu hết các cầu thủ cũ từng nhuần nhuyễn cách đá của đàn anh Park Hang-seo. Sự đồng lòng của một tập thể và rèn luyện thói quen chiến thắng là hai tiêu chí lớn nhất của ông Kim dạy cho các học trò ở thời điểm này. Những người hiếu kỳ muốn có một cuộc cách mạng trên đội tuyển Việt Nam chắc chắn là sẽ không được đáp ứng, vì điều huấn luyện viên Kim Sang-sik cần nhất đó là chiều chuộng tâm lý yêu thích chiến thắng của giới hâm mộ. Ông Kim trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam muốn có một chiến thắng Philippines để có thể tạo đà hưng phấn cho các học trò và tranh thủ tình yêu của khán giả tại sân Mỹ Đình. Ông sẽ cần phải thực dụng như là người tiền nhiệm Park Hang-seo và không nhất thiết sẽ phải mạo hiểm đánh đổi vì một tương lai hay điều gì cả, bởi hiện tại trắng tay cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chút may mắn cho ông Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam, dù trong hoàn cảnh sa sút thì đối thủ Philippines có thể mạnh hơn nhưng không phải là quá khó chịu. Bằng chứng là trận thắng gần nhất 1-0 trước Việt Nam của họ cách đây đã 12 năm ở vòng bảng AFCUP 2012. Trong lúc 5 trận đấu gần nhất, Philippines toàn thua đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đêm ngày 6 tháng 6 chỉ có mỗi đường thắng Philippines, và thầy trò Kim Sang-sik có thêm nhiều cơ hội để có thể tận hưởng niềm vui hơn là đội khách. Chọn đội trưởng tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik từ bỏ cách làm dị của ông Chu Xie. Huấn luyện viên Kim Sang-sik không chọn nhóm đội trưởng cho tuyển Việt Nam như khi mà ông Chu Xie còn tại vị. Mới đây, tuyển Việt Nam đã công bố các thành viên trong ban cán sự. Theo đó thì ông Kim Sang-sik đã để Hùng Dũng làm đội trưởng, hai đối phó là Việt Anh và Tiến Linh. Cách làm của ông Kim Sang-sik khác hoàn toàn so với khi huấn luyện viên Chu Xie còn là thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Khi đó thì nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chọn ra một nhóm cầu thủ khác thay nhau đeo băng đội trưởng. Nhưng dưới thời ông Kim Sang-sik, ông muốn tuyển Việt Nam có một đội trưởng cố định và hai đội phó để mà hỗ trợ công việc. Việc để cho Hùng Dũng làm đội trưởng là một quyết định hợp lý, bởi ngôi sao của Hà Nội FC không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất có uy tín với các đồng đội. Trong khi đó cả Việt Anh và Tiến Linh đều là những trụ cột của đoàn quân áo đỏ thời điểm hiện tại. Hôm 1 tháng 6, tuyển Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho hai trận đấu với Philippines và Iraq ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Trong các buổi tập đã qua thì ông Kim Sang-sik rất tích cực để tham gia rèn luyện cùng với các học trò. Thông qua việc này, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tạo ra sự gần gũi với các tuyển thủ Việt Nam. Đồng thời, việc tham gia tập luyện cũng giúp cho ông Kim để truyền đạt ý tưởng, chiến thuật tới các cầu thủ. Theo lịch, lúc 19 giờ ngày 6 tháng 6, những chiến binh sao vàng sẽ có cuộc đọ sức với Philippines trên sân Mỹ Đình tại lượt trận thứ 5 bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sau 4 lượt trận, tuyển Việt Nam mới có được 3 điểm, đứng thứ 3 bảng F và không còn nhiều hy vọng để có thể đi tiếp.